Ở tuổi 43, Khánh Phương đi qua nhiều thăng trầm trong công việc lẫn cuộc sống cá nhân. Hiện anh vẫn duy trì tình yêu và đam mê dành cho âm nhạc, luôn sẵn sàng cháy hết mình cùng khán giả cũng như đầu tư thực hiện các dự án liên quan nghệ thuật. Mới đây, nhiều người ngỡ ngàng khi trông thấy diện mạo lạ lẫm của Khánh Phương qua những hình ảnh mà anh đăng tải trên trang cá nhân. Cụ thể, nam ca sĩ 43 tuổi mặc áo thun trắng bên trong, trông như crop top kèm áo khoác bên ngoài dáng rộng, trông nữ tính. Ngoài ra, mái tóc dài và biểu cảm của Khánh Phương trong ảnh khiến nhiều người ngỡ ngàng. Nhiều người hâm mộ cho biết không còn nhận ra thần tượng ngày nào. Trong khi các fan nữ rủ nhau xin thông tin trang phục anh mặc, một số bình luận nổi bật, anh ấy đang lột xác nhỉ. Một mình Akira là đủ rồi nhé, các chú thi nhau như vậy cháu không chịu nổi. Ảnh khoe ốm thôi nhưng không có bộ nào hợp hơn crop top. Idol của em bữa nay sao lạ vậy? Ôi trả lại chiếc khăn gió ấm cho tôi, sao giờ lại thành chiếc khăn bóng gió thế này? Cho em xin info chiếc áo ạ. Coi anh mặc crop top mà em khóc á. Trước nhiều bình luận bày tỏ sự bất ngờ của khán giả về vẻ ngoài có phần nữ tính khác xa đó giờ, Khánh Phương vừa lên tiếng giải thích. Giọng ca chiếc khăn gió ấm cho biết, tôi bị quên đồ nên mượn tạm áo của mẹ để mặc đỡ. Dù đã lên tiếng giải thích về tình huống dở khóc dở cười này, nhưng hiện Khánh Phương vẫn là tâm điểm chú ý của khán giả, nhận về nhiều bình luận. Nam ca sĩ cũng hài hước phản hồi nhiều bình luận của khán giả về chuyện đột nhiên trong nữ tính, khác xa hình ảnh bụi bặm có chút bad boy thường thấy. Nhân chuyện này, nhiều khán giả tò mò liệu cuộc sống hiện tại của ca sĩ Khánh Phương ra sao sau một năm kể từ ngày bà xã của anh vướng vòng lao lý. Được biết, gạt qua chuyện cá nhân, nam ca sĩ vực dậy tinh thần và chăm chỉ làm việc, thường xuyên lưu diễn phục vụ khán giả. Khánh Phương hiện trong giai đoạn ráo riết chuẩn bị cho dự án âm nhạc lớn vào cuối năm nay. Đáng lẽ dự án này được diễn ra vào năm ngoái, nhưng biến cố ập đến bất ngờ khiến nam ca sĩ sinh năm 1981 phải dời lại. Trong một bài đăng gần đây, Khánh Phương trả lòng, khó khăn cho ta ý chí, khổ đau cho ta mạnh mẽ, thất bại làm cho ta thức tỉnh, mất mát khiến ta biết trân trọng, gian dối cho ta sự sáng suốt và hạnh phúc cho ta sự thăng hoa. Mỗi trạng thái đi qua, hãy rút ra một điều gì đó cho bản thân nhé. Ngoài ra, nam ca sĩ còn cho biết thêm, từ sau biến cố, anh thường nhận được những lời hỏi thăm từ khán giả. Tôi cũng chia sẻ rằng mình đang xử lý những việc còn tồn động, dù vậy mọi thứ vẫn ổn, Khánh Phương từng chia sẻ. Được biết trước khi kết hôn, Khánh Phương có sự nghiệp thành công và sở hữu khối tài sản khủng. Gia đình anh có cơ ngơi ước tính hơn 200 tỷ đồng tại thành phố Hồ Chí Minh, dùng để kinh doanh khách sạn. Ngoài ra, nam ca sĩ còn có nhà riêng ở Hà Nội. Về cuộc sống hiện tại, Khánh Phương vẫn thường xuyên đi diễn phục vụ khán giả. Sau nhiều biến cố trong cuộc sống, giọng ca chiếc khăn gió ấm vẫn được nhiều khán giả đón nhận khi đi diễn. Gần đây, Khánh Phương khiến nhiều khán giả thích thú bật cười khi chia sẻ lại chuyện từng vay tiền của bố để thực hiện sản phẩm âm nhạc. Nam ca sĩ cho biết, nhớ ngày xưa mượn bố 120 triệu để làm album solo đầu tay mà lâu rồi bố cũng không hỏi. Theo đó, hồi năm 2007, Khánh Phương tách ra hoạt động ca hát solo sau khi nhóm nhạc MB5 tan rã. Để có tiền đầu tư cho sản phẩm âm nhạc, anh đã vay tiền của bà. Bà ra điều kiện trong một năm rưỡi, nếu không gặt hái được thành tích thì phải nghe theo định hướng của bà. Sau đó, Khánh Phương liên tục thắng lớn với nhiều bản hit như Chiếc khăn gió ấm, Đành thôi quên lãng và trở thành ca sĩ đắt show từ Bắc ra Nam, cũng như thường xuyên lưu diễn nhiều nơi trên thế giới.